Chào anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Video này sẽ là buổi giao hàng đặc biệt hơn so với các video trước, vì hôm nay chúng ta sẽ giao rất nhiều các loại nhạc cụ cần thiết cho cả một ca đoàn trong một nhà thờ tại quận 2, bao gồm tambourine, ca dông, kèn phím và còn có cả maracas nữa. Còn chân chơi gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Và đầu tiên xin giới thiệu với các bạn mẫu trống cây dông của nhà Nissin. Mẫu thùng được thiết kế chắc chắn nhưng không kém phần sang trọng. Trống có màu nâu gỗ quý phái, làm bằng thủ công. Các chi tiết được gia công kỹ và sắc sảo với chất liệu gỗ cao cấp, có độ sốt chống ẩm và chịu nước tốt. Snare nhạy với âm bass âm tạo độ vang cho âm thanh, sở hữu kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ. Đi kèm với mặt sau của trống còn có thiết kế vị trí tay nắm đến việc vận chuyển để đi show, đi chơi với bạn bè hoặc mang đến các trung tâm để học là chuyện hết sức dễ dàng. Và kế đến trong tủ trưng bày phụ kiện là một đôi maracas của nhà Alice, một nhạc cụ được làm nhỏ gọn vừa tay với cả trẻ nhỏ. Dùng maracas khi di chuyển sẽ tạo ra âm thanh lạo xạo, khiến bài nhạc của bạn thêm phần sống động và thú vị hơn. Nhạc cụ này cũng có rất nhiều màu sắc để cho bạn lựa chọn. Lớp sơn đảm bảo độ bền lâu, không bị chóc và có thể dễ dàng lau chùi. Còn đây là hai chiếc tambourine của Yamaha. Sản phẩm hoạt động và phát ra âm thanh bằng cách dùng tay để lắc hoặc bổ vào mặt trống. Các chuông sắt khi va đập vào nhau sẽ tạo nên âm thanh vui tai rộn ràng. Trống sử dụng vành bằng chất liệu xi inox cao cấp, chất liệu chủ đạo đem đến khả năng chống rỉ sét, chống bám bụi hiệu quả. Mặt trống được làm từ chất liệu mica, có hai kiểu mặt để cho bạn lựa chọn là trong suốt và trắng đục. Cuối cùng là kèn phím mang thương hiệu Irene, là một nhạc cụ kết hợp tuyệt vời giữa piano và harmonica, sở hữu thiết kế gọn nhẹ, phần thân cứng cáp, chất liệu nhựa bền bỉ, an toàn, dễ dàng sử dụng và mang theo trong các buổi liên hoan hoặc dã ngoại. Âm thanh tốt, chuẩn nốt, thổi hơi nhẹ nhàng, thích hợp cho người mới học chơi. Và trước mắt các bạn là toàn bộ những nhạc cụ sẽ lên đường đến với nhà thờ của chúng ta ngày hôm nay. Qua video này bạn có thể thấy Minh Phụng Music luôn có mọi loại nhạc cụ và phụ kiện âm nhạc mà các bạn cần. Tất cả các sản phẩm, nhãn hiệu mà công ty chọn làm đại diện, phân phối đều đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng âm thanh cũng như cung cấp mức giá tốt nhất để mỗi khách hàng có thể chọn mua được sản phẩm phù hợp nhất với mình và được phân phối rộng khắp tại các hệ thống showroom trên toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp các mẫu sản phẩm này, các bạn có thể ghé các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ vào hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.